Chúng ta sẽ phân tích, mổ xẻ, giải phẫu một hiện tượng đó là đau đớn biết bao nhiêu trái tim của học trò và cả phụ huynh. Đó chính là chủ đề tình yêu của học trò. Chuyện vui. Chuyện gì vậy? Biết anh này gặp ai không? Ai? Biết ai không? Ai? Bánh mì đầu hẻm. Chắc vui. Ủa vui mà. Thầy cho bài tập quá trời làm chưa? Chưa. Bài chưa? Chưa luôn. Vậy đi học làm gì vậy? Cho vui. Chắc vui. Trời ơi, chị nó có gì đâu bà ơi. Khóc hoài. Ê, con Trang nè. Sao khóc má? Nãy con cha kia là đụng mẹ, xin lỗi, tôi bỏ đi luôn. Nào nó đi tôi xử cho. Tôi tin sẽ thương đang yêu thương anh là tôi sẽ đi. Xin tươi hát ca đắp xanh hoa là tôi sẽ đi. Quay. Đứa nào đụng bạn bà mà không xin lỗi? Đâu? Ai? Dịu dàng cho anh ngắm nhìn hồn anh say. Em xin hồn nhiên như trong nhịp vui say xưa đều cha cha cha. Cho tim mây dừng say say mê cùng đi theo em đều cha cha cha. Hãy nhắc đến tình yêu của học trò là phụ huynh lại thở dài thường thường bởi vì lo sợ các em đem ba lô ngược. Nhà trường thầy cô lại thở dài ngao ngán bởi vì khi nhìn vào trong điểm số sau mỗi lần yêu nó lại tuột giảm thê thảm. Xã hội thì lại bức bối khi phát hiện ra nhiều cặp áo trắng yêu nhau trong góc tối. Đúng, đó chỉ là những góc tối, những mặt xấu tình yêu của học trò. Nhưng đó chỉ là một mặt của vấn đề. Nếu nhìn vào mặt khác, chúng ta sẽ thấy rằng tình yêu của học trò vẫn còn rất nhiều những mảng hồng tươi sáng. Đó là gì? Khi biết yêu, một anh chàng lôi thôi lít thức bắt đầu bị vứt vẻ bề ngoài. Một cô gái nữ bà la sát bắt đầu rè rũ cái tính ăn to nói lớn. Đó chính là chúng ta bắt đầu biết chỉnh chu hơn, bắt đầu biết nữ tính hơn.
Đi đâu đây? Dạ em đi học thầy. Đi học mặc đồ vậy hả? Hả? Dạ. Lần thứ mấy đi trễ rồi Tú? Dạ. Không nói nhiều. Dạ. Về lớp làm bài kiểm điểm. Lên phòng giám thị gặp tôi. Dạ. Liền ngay và lập tức. Dạ. Chắc ta cùng hẹn nụ cười xinh, bạn và tôi vui tươi hôn nhiên bên một tương lai tươi sáng. Kia gió mang niềm vui đến hôn lên bờ môi ngọt xinh thơm ngát. Tình nhớ mai nụ cười xinh vui tươi hàng ngày. Muôn người trong sông là mây đùa bay trắng. Những giấc mơ ngọt ngào làn môi xinh mang nụ cười gần bên nhau, tiếng hát xe máy bên ta cùng ngân nga bao giai điệu đẹp, tay trong tay đón chào ngày mới. Đẹp quá ha, tức là hot girl nổi loạn cái trường này. Đi học mà tô son hoa đậm đó, nếu thỏ ha, son đỏ ha, lên làm bạn kiếm điểm ha, giải tán ha. Tú. Dạ thầy. Nay đâu gọn gàng dữ ta. Dạ em đi học thầy. Đi học hả? Dạ. Gọn gàng ha. Dạ, tóc vuốt keo ha. Làm bạn kiếm điểm ha. Dạ. Em có làm gì đâu mày? Không nói nhiều. Dạ. Lên phòng giám thị gặp tôi. Dạ. Liền ngay và lập tức. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ. Nếu đời người như một con đường thì cấp 2 chỉ mới dừng ở đoạn đường tình bạn, và từ cấp 3 chúng ta bắt đầu dấn sâu hơn vào trong cái sự phát triển của tâm hồn, đó chính là con đường tình yêu. Rồi đó chúng ta bắt đầu có những trung cảm mà trước giờ chưa bao giờ có. Chúng ta bắt đầu biết chú ý đến đối phương. Ánh mắt ấy có nghĩa là gì? Nụ cười ấy có nghĩa là làm sao? Cái khoanh tay đó có phải là khó gần hay không? Hay cái cánh môi ấy có nghĩa là đang giận dỗi? Người ta bắt đầu biết tinh tế hơn. Và lần đầu tiên trong đời mình biết bắt đầu nhắc nhở nhau. Nhớ ánh sáng coi chừng đối bụng nha. Trưa nhớ mặc áo khoác coi chừng mình bị cảm nắng. Tối nhớ đi về sớm coi chừng nguy hiểm, có biết chưa? Chúng ta bắt đầu biết quan tâm đến nhau. Qua lớp tôi hoài chứ đó đời nào qua lớp tôi đó đâu qua gặp ông đó. Giờ có thích nó không, nói đi, tôi chỉ cho cách cưa đó. Chỉ hả? Cái mặt gì vậy mà nó không có. Từ theo tôi nghĩ á, nếu mà quen nhau á mà muốn cưa đổ á thì cách đầu tiên á là phải kiếm được yên tĩnh hai người một không khí thật là lãng mạn. Tú tên Minh. Mình tên Tú. Mình tên Tú. Hân Hân. Hân ơi. Hân cho tôi xin lỗi chuyện hôm bữa nha. Tôi không cố tình làm như vậy đâu. Không sao đâu, nó không đáng mẹ vậy mà. Không có gì. Ý Hân nói là chuyện nó không có đáng. Vậy mình làm bạn nhau nha.
Khi biết yêu, em không dám lên lớp trễ, chỉ sợ anh chê em không bé hay lớn tuổi. Khi yêu, anh muốn mình ghi điểm trong mắt của đối phương. Bởi vậy cho nên mình sẽ tập rèn giũa cái thân to nói lớn mà ba mẹ em ra đã mắng. Con đã bắt đầu bỏ tập cái tính lôi thôi lớn hết hoặc là đi học trễ hàng ngày của mình để dậy sớm trở về hãng đi học. Và khi chúng ta biết yêu, chúng ta luôn có một hình ảnh đẹp trọn vẹn trong mắt của đối phương. Vì vậy, chúng ta sẽ tập rèn giũa bản thân của mình, cố gắng học giỏi hơn của người ta, sống tốt hơn thì có thể. Ôi bà, vậy này có thấy con có khác không người? Nó điệu, con có nữ tính hơn đó bà. Bởi vì con gái khi yêu có khác. Ủa, có hả? Tôi nào vậy bà? Tới nãy giờ rồi. Ờ, thì tôi nói cấp này là bà thấy bà dịu dàng hơn. Dễ thương hơn. Điệu hơn. Quá. Không lo học, lo yêu đương nhanh nhất. Ủa, định làm loạn cái trường này lên hả? Thôi mà thầy, nó quen nhau, sao có làm gì đâu thầy. Tôi là tôi có cái trách nhiệm xử vụ này ở đây. Ê, bây giờ tôi phải cần có một người mà chẳng hạn như là thầy Hiếu. Thầy, thầy vô đây cho coi. Trời ơi, đó, lớp thầy đó. Không lo học, lo yêu đương không à. To gan quá, tuổi học trò mà dám yêu nhau. Thầy biết không? Sao rồi? Hưu tới tuổi á thì nó phải chạy. Người lớn tới tuổi á thì người ta yêu, quyền gì đâu mình cấm. Hồi đó tôi cũng vậy mà. Ủa là sao thầy? Là thầy phe à? Thì phe nào tốt, phe nào tự nhiên tôi về thôi. Chắc vui. Hai đứa cố gắng giúp đỡ nhau học tốt, thầy ủng hộ hai đứa. Cảm ơn. Mấy cô mấy cậu về làm bản kiểm điểm, ngày mai nộp cho tôi liền ngay và lập tức. Tình yêu tôi học trò đẹp như ánh sao trên trời, tôi trong sáng dại khờ, tôi biết yêu biết hơn, tôi con nít học rồi. Không có được rồi, diễn lại. Ê, bán không? Cái gì vậy? Không, con đi bên đây nè. Bán không? À, xin lỗi, có hai em bé nó đi vô rồi, lặp lại. Bánh chán nè. Trời ơi, con quỷ, tới kêu mấy em lên đi chứ. Bánh chán nè. Dạ lại. Trời ơi, là trời. Mẹ nó nhớ không? Du duyên, tao không biết gặp ai không? Quỷ này quên lời thổi hoài. Chứ từ gặp này gặp ai không? Có chuyện vui chứ. Quỷ. Vui. Quỷ không? Đánh nó liền. Đánh nó liền. Công gì cũng được. Không à. Không phải tay chồng em. Chồng em thôi. Sao nãy giờ chồng mày làm tan hết nửa mình phá bóc không? Sáng diễn con nhỏ này. Làm lại. Làm lại. Diễn. Đi lại diễn.
nhìn Tú nè, đơn con quỷ kia gì vậy anh Sơn? Đâu đứa nào đụng bạn bà mà con xin lỗi. Trời ơi, trời sớm như sợ lùi lắm. Đâu chân chưa cầm. Vì sao mỗi lần yêu kết quả học tập trong quyển sách vở bình tĩnh ra mọi nhà tốt, mọi nhà tốt cũng lại tục giảm thê thảm. Cái đoạn ta được rồi. Hai hai phụ huynh sẽ thuộc bài và bắt đầu tập luyện học giỏi hơn. Và chúng ta sẽ cố gắng học hành sao cho tốt hơn để được người ta ngưỡng mộ. Và chúng ta sẽ cố gắng học hành tốt hơn để được người ta ngưỡng mộ. Đừng có nhảy quên trách nhiệm. Đứng gật đầu đi. Gì vậy hả? Lùi lại. Làm lại. Không, cái này con bị gượng á hơn. Bị... Đâu Quân, nhìn vô máy. Diễn. Đẹp quá ha. Nơ thỏ ha. Son đỏ ha. Lên làm bản kiểm điểm ha. Quay lại đi, thành cái này sao. Mình xanh túi. Trở lại. Nói chuyện lớn lên chút xíu nha. Mình là bạn nha. Bây giờ đi. Giờ sao không? Đứng sai vị trí rồi. Đứng qua đây nè. Đúng rồi mà. Về lớp với bạn kiếm điểm. Sao hỏi, ủa sao vậy? Em bị cái gì? Mới hỏi câu đó chứ. Ủa luôn tới. Về lớp với bạn kiếm điểm cho tôi. Ủa sao vậy thầy? Không biết. Ê, quên lộn. Tự nhiên không biết mà. Thầy. Ai biểu gì học viện quá anh chi? Ủa? Dạ. Đây là phòng giám thị cho tôi nha. Dạ. Thôi thầy. Đây cho tôi hát này đẩy lỗ, đẩy lỗ, đẩy bên đây thôi. Đẩy cho hẻo trơn rồi. Làm lại. Diễn, diễn. Có cái trình độ. Thầy Hiếu. Rồi. Chứ ba đứa đang nhìn anh đó. Ủa sao nhìn đỡ chân vậy? Đỡ này đúng rồi, không có lỗi nhìn máy rồi. Đỡ chân vậy. Nhìn máy rồi hả? Coi đi. Cái gì đó? Quá. Cái không sạch đâu. Cái gì không có cần cái giỡn chuyện của bồ bồ ở đây. Trời ơi, cái gì?